mua phải đất quy hoạch thì phải làm sao mua bán đất đai là một trong những loại giao dịch phổ biến nhất hiện nay tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều trường hợp người dân có thể vì cố tình hay sơ xuất không tìm hiểu kỹ dẫn đến việc mua phải đất bị dính quy hoạch mua phải đất quy hoạch có thể tồn tại rất nhiều rủi ro do đó khi ưng ý để mua một mảnh đất thì việc tìm hiểu thông tin về đất cũng như mảnh đất đó có đang nằm trong quy hoạch hay không là rất quan trọng vậy nếu mua phải đất quy hoạch thì phải làm sao đây là câu hỏi luật vì chân lý giờ mít nhận được rất nhiều trong thời gian vừa qua quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định hiểu một cách đơn giản quy hoạch sử dụng đất là việc nhà nước lên kế hoạch phân bổ và xác định một vùng đất đai để sử dụng cho một mục đích nhất định theo trình tự và quy định của pháp luật Đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định gọi là đất quy hoạch. Khi biết được đất trong quy hoạch, người dân có nên mua hay không? Theo quan điểm riêng, việc mua đất quy hoạch còn tùy vào lựa chọn, điều kiện, mục đích ở của mỗi người. Chẳng hạn, nếu người dân xác định mua đất với mục đích ổn định sinh sống lâu dài mà khi kiểm tra nắm bắt được thông tin thửa đất này đang nằm trong diện quy hoạch dẫn đến việc không xây dựng được nhà ở thì không nên mua để tránh việc bị thu hồi trong quá trình sử dụng. Ngược lại, đi kèm với đất bị quy hoạch là việc giá bán thường rất rẻ so với giá thị trường. Giá này có thể phù hợp với những người có thu nhập thấp. Người dân có thể xem xét mua bởi lẽ quy hoạch có thể thay đổi theo thời gian. Nó có thể bị thay đổi hoặc dỡ bỏ trong tương lai. Tuy nhiên, như đã nói, việc mua đất quy hoạch sẽ phải đối mặt với rủi ro bị thu hồi. Trong trường hợp mua đất quy hoạch có được trả lại đất để đòi lại tiền hay không? Việc này còn phụ thuộc vào hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên và ý chí chủ quan của họ khi giao dịch mua bán đất đai nếu như trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên có cam kết về việc mảnh đất chuyển nhượng không thuộc diện quy hoạch thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán trả lại tiền và đến văn phòng công chứng hoặc cơ quan nhà nước nơi công chứng chứng thừa hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất yêu cầu hủy bỏ hợp đồng có đối tượng là thừa đất bị quy hoạch đó khi này chủ đất đã cố tình che giấu thông tin quy hoạch liên quan đến thừa đất thuộc quyền sở hữu để giao bán nhận tiền đặt cọc của bên mua thì đây là hành vi lừa dối vi phạm pháp luật nếu bên bán không đồng ý trả tiền thì bên mua có thể dựa vào hợp đồng chuyển nhượng từ đó làm căn cứ để khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền trái lại nếu có căn cứ người mua biết được đất dính quy hoạch nhưng vẫn cố tình mua và thông hợp đồng chuyển nhượng không có điều khoản cam kết hoàn lại tiền trong trường hợp này thì người mua có thể sẽ phải chấp nhận khi này người mua đã không ngay tình mà vẫn giao dịch mua bán đất đai nên sẽ không được pháp luật bảo vệ vậy khi giao dịch mua bán thì nên kiểm tra kỹ nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nắm rõ quyền sử dụng đất và các vấn đề liên quan đến đất để tránh mất tiền oan cũng như hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến đất đai hãy liên hệ luật vì chân lý giờ mít chúng tôi nhé